Barang thì ai chí trong nom vô lô Sares một chặp đại cứu cho mùi ni má nơi rồi đời đại này Paris Saint Germain cùng phong xâm lân mưa là tập hôn này là tập hiện này ca cho hợp lô dô Ares cho mùi nà tay tạo mật rùm krom rồi bỏ quạt ni má bằng tòa phì miền sĩ kỳ đầy ca phì Barcelona bàn bằng chọc kịch sân nhà rồi bỏ quạt dô Ares mơ tơ hạ đô chí thất khăn ông châm nàm kỳ lá co chí chán đã chạy trên nơi bề đài Barcelona chấp đám ca có sang làng vinh dạng đặt lón bằng tòa phì phụ kế bán chạy trên phì cọc khăn chạm phiên lịch PSG nâng rộng chấm rô đo dù Ares khai chìa phụ nhạc nghi ạch kết lại chìa phơ cá môn bê thư ca phạp đô rồi bỏ phụ kế nì bà dùng tam ca chọc sái rồi bỏ Espanh Sport. Ngắt ngắt Ronaldinho trở bàn đó lên Pika không luôn nơi khnông và tế phá ra gái hai. À tay tạ đá ra chân rồi bỏ krom Barcelona nâng Brazil. Ronaldinho trở bàn đó lên Pika không luôn nơi phá ra gái bàn tòa phì chật phạm khai. Ronaldinho nâng bong bóng 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 bản tòa mốc nhẹ tầng phi trở bản phạp đấu tự khung khuôn khăn phát tết nơi khăn sân thà kia bà gái cả vì khai mê sá bản tòa bị chọc cục xàm sắp bí thang ngày khăn nạ về đài Ronaldinho nâng trở bóng phạm phí nấy chùm nuôn phạm buôn mơn đô la bóng phạm rộ bà quát trở phí nấy chùm nuôn đọc mùi mơn đô la khăn nạ về đài lẹ khăn này cả thư đâm ná trở bản đạ lờ bộ kê tầng phi. Trong Manchester City, chi dìm tính nâng cho kịch con trá, đo kỳ là có bằng thêm tiết đam bay bằng rừng cớm nia rồi đời cả cài. Brazilian Club Manchester City, Lô Caldon Al Mubarak, bạn bằng trẻ thả, Club miền bằng nón nôm dô ca bằng rừng tiếp sáp tê bằng thêm tiết. Khăn nạ đài phụ kế miền bằng nón đàn đàm dô biên rừng quán Premier League bì Liverpool. Krom rồi bỏ lô Pep Guardiola, mình ách khai chỉ trường ai khăn sọc chùm nuôn bây chọc chọc khăn nếp khăn chân nằm phì bọn đọc rạm uốn, phì bọn đọc hầy. Đào mình miền phiếp lọ bà xá đôi krom Liverpool đại bàn bằng chọc đọc rạm bây bằng túc, đào chơ lơ chùm nạ thân ác krom lệch phì. Tụ thầy cô em mến dây phì được biếp lên đài rồi bỏ Barcelona đã khuôn trong bán nơi khăn ông rồi đời cả thầm mây. Nè chắc cả thầm mây rồi bỏ club Barcelona lưu Ronaldo Emen bà nhìn dây nơi khăn ông bật bọn sắp xài rồi bỏ club. Ông bì cùng rôn xoay xoay cỏm đài cùng bông chụp bánh hà bà chôm. À tay tạ cựu bông vật cỏm chùm rêu chiết hô lông rụng nít bàn chô khuôn một chùm nôn lưu quyết vì sĩ thên. Đại trợ bàn Barcelona bằng chọc đồng nánh kroi bì bà chê giang áo mắt nơi khăn ông vẹn. Bàm bây cầm chọn kroi, chạm viên lít tùl nâng bà dân mà nít khăn ông là tập hò bàm bây tùl nâng bì. Lô cô em mến bàn dây thả, dương miền ca ruông bằng chô khăn giang lọ bằng phọt. Dương bàn lến bài vì xùm rọc hai chân nè viên rồng quan chế tràn. Nú, nơi ta chia tu sản áo vi sách đại dương bằng tó nơi Barcelona. Dương liên bà bàn lõ đài nâng thua ao nhẹ con trâu để rìa. Bần tài bật nát dương trâu tài tư bàn chê chùm nè phong đài. Nụ chì rương đài xâm khăn bóng phọt. Khi nhóm chì cừu bóng vất đài chô chật cớm. Đài miền vị nấy nâng riêp chòm bàn lõ. Khi nhóm chô chật cực cớm nơi khăn ông ca bà cuột. Chôn chìa hồ lón chô chật ca lên vì ấy xâm rọc. Khi nhóm chòm chù bà sái nâng tùm nhẹ tùm nông lõ chì mùi kì la cò rồi bỏ dương khi nhóm. Dương miền ca chùa bà chùm đó khơi mũi đôi chân xá trâu bàn bằng hàng dàng cho bà hai. Lúc bạn bằng tòa thả, khi nhóm cất thả cừu bằng vật lõ trời tài rỉ rỉa chứ mùi bà tọt. Dương chập đam lên bà tọt đòi xa tài dương xa lãnh kỳ la mùi nì. Hai bà sân bà nẹ cầm phong thuơ cực giang chứ mùi nâng xa nam nhớ nhóm vì nâng cắn tài lò bà xa lãng thang tiệt. Hôn tập phân nền nâu việp đạch vật, nì mà nâng kỳ la có phía chiếp xanh tiết tàn tài đư đòn cọng đại vụ kê dục chinh nâu dù xì ẩn. Đà ra chân nàm nơi má, rồi bỏ cọng Paris Saint-Germain. Tàng tài nôm ạt mật rùm cọng tự đoàn tài căn cù bà cuộc đại phụ kê bàn tùm lẹ chánh phí ca bà cuộc chạm phình lịch việc nọc áo. Vân tài xài bà dụt Brazil bàn trầm xâm rõ tộc nét cao chanh bà dơn mà nếch nơi việc đạch bọt. Kê sân kết khinh tha ca tự đoàn phái phá tàng tài cát làng chỉ rưỡi rưỡi chênh phí ca là cò rồi bỏ khlập dạ bà răng.
ហើយពួកគេបានទទួលនៅមេរៀនឈឺចាប់ដែលផ្ដល់ដោយក្រុមអាឡឺម៉ង់ដែលបានយកឈ្នះនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ UCL ដោយលទ្ធផល1ទល់នឹង0បន្ទាប់ពីបានវាយបុកយកឈ្នះទៅលើក្រុម Borussia Dortmund នៅទឹកដី Paris Princess នៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមកីឡាករ PSG បានអបអរការឈានទៅកាន់វគ្គបន្ទាប់ដោយធ្វើត្រាប់តាមខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland នៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយករណីផ្លូវការរបស់ PSG បានបង្ហោះរូបភាព Masit Choupo Moting រួមដែលសម្ដៅទៅលើការអបអររបស់កីឡាករឆ្នើម Papu Gomez របស់ក្រុម Atalanta គូបញ្ជាក់ថា Choupo Moting បានរកគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះនៅចុងម៉ោងសម្រាប់ PSG សម្រាប់ទម្លាក់ Atalanta ចេញពីវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយហើយបន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះទៅលើ RB Leipzig នៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ Nima បានបង្ហោះរូបភាពដែលពួកគេកាន់កែវ Red Bull ក្នុងនៃដូដងទៅកាន់ក្លឹបអាឡឺម៉ង់ម៉ានិងអឹមបាភីនិយាយយ៉ាងមិនខ្លះក្រោយទទួលបរាជ័យក្រោមថ្មីជើងបាយឺនម៉ូនិចក្រុមសិទ្ធិបារាំង PSG បានឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅ UCL ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតែមិនទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាននោះទេពោលគឺចាញ់ក្រោមថ្មីជើងរបស់ក្រុមយកអាឡម៉ង់ដោយទទួលលទ្ធផល1ទល់នឹង0ក្រោយពីបរាជ័យក្នុងការជួយឲ្យក្រុមទទួលបានងារជាម្ចាស់ពានរង្វាន់អឺរ៉ុបនេយ្យម៉ាបានប្រាប់សារព័ត៌មានទាំងទឹកភ្នែកថាការប្រកួតតែងតែមានចាញ់មានឈ្នះហើយបរាជ័យមួយនេះក៏ជាចំណែកមួយនៃវិស័យកីឡាផងដែរខ្សែប្រយុទ្ធប្រេស៊ីលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាបរាជ័យគឺជាផ្នែកមួយនៃវិស័យកីឡាពួកយើងបានព្យាយាមនិងប្រយុទ្ធដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងចូលរួមត្រេកអរដល់ក្រុមបាយឺនផងដែរដោយឡែកកីឡាករវ័យក្មេងសជាតិបារាំងកាលីយ៉ានអឹមបាភីបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាវាពិតជារឿងដ៏សោកស្ដាយណាស់ដែលពួកយើងមិនអាចបិទរដូវកាលជាមួយនឹងពានរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យមួយនេះតែពួកយើងបានប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពហើយចុងក្រោយក៏សូមអបអរសាទរដល់ក្រុមបាយឺនម៉ូនិចនិងអរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ពួកយើងដូចគ្នា